chị mà chị cứ nói cái kiểu mà con thú với nè. Anh cứ quay video đi, tôi rồi. Đừng sợ anh đâu, cứ rồi, quay rồi, đi. Rồi 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 rồi, cứ quay đi. Có gì đâu. Trời. Chị nãy giờ thì chị đi, chị bắt lịch sự với tôi thì từ nãy giờ anh thì hai lần rồi đó. Mất lịch sự, tôi là nữ, anh là nam. Đúng rồi, nãy giờ tôi đang nói chuyện cho nhún đi cho nó vui vẻ, chị kêu Nhưng mà tôi không anh muốn vui vẻ với cái loại người anh. Rồi rồi, ok đó. Chị bước xuống xe đi, tôi không chở chị nữa. Đó, tại vì tôi đang nửa đường. Tôi là con gái. Đúng rồi, tôi đang nói chuyện. Đúng rồi 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 rồi. Tôi đang nói chuyện với chị đàng hoàng, chị kêu anh im đi. Rồi kiểu nhức đầu rồi nó con người với con thú. Chị nói chị con người, chị nói tôi con thú. Chị nói vậy nghe được hả? Anh tự nói chứ không phải tôi nói. Không, chị mới nói, chị hồi nãy chị vừa trước dưới cầu chị nói rồi. Chị đừng có cãi. Chị đừng có cãi, chị vừa nói chị nói con người chứ phải con thú đâu mà ấy. Trời ơi, chị nói tôi là đàn ông mà nói nhiều vậy là cái đồ vứt đi. Rồi chị nói là làm chị nhức đầu này nọ. Thì tôi đề nghị chị xuống xe, tôi không chở cuốc xe này. Tại vì chị bất lịch sự. Chị bất lịch sự, chị không tôn trọng. Chị kêu tôi là một thằng, chị là chạy ráp, tôi trả tiền rồi lo điều khiển. Đúng. Làm kêu làm đúng. Gì làm đó. Sao làm được, chị chở, chị coi cả cái nệm này nè. Mà coi kêu chạy đi, nói chị ơi em chạy cái này là chị phải đi dựng lên cho quẹt người ta. Chị không chịu, chị đi xuống đó, chị kêu chạy chậm rồi chị hết la này nọ. Cái đó là không có được. Chị yêu cầu vừa thôi chứ, cái này là không có được. Chị yêu cầu chị xuống xe, em không hoàn thành cuốc xe này nữa, em sẽ đi lên, em sẽ hoàn thành cuốc xe này và thế thôi. Em không chở chị nữa, yêu cầu chị xuống xe với em cái. Chị nãy giờ là chị chửi em là con không phải là con người này, chị kêu tôi là con thú này nọ rồi. Tôi nãy giờ là tôi không có chấp nhận chị xuống xe, yêu cầu chị xuống xe. Tôi không muốn. Yêu cầu chị xuống khỏi xe tôi đi, tôi không chở. Nếu mà khách hàng mà có cái lời lẽ nó không khiếm nhã mà mất lịch sự với tôi là tôi đề nghị chị xuống xe chứ tôi không hoàn thành cuốc xe này. Một người chửi tục hay là nói xúc phạm đến anh là cái gì không? Có, ngay đầu cầu chị nói con người với con thú là con người là với đó. Con người chứ đâu phải con người với con thú. Đó, nó ý chị nói tôi con người với nhau chứ phải con người với con thú. Nó ném đồ vào mặt em anh ơi. Mấy người ơi. Nó ném đồ vào mặt em này. Đây. Em ngay cầu rạch chiếc á. Nó ném đồ vào mặt em này nãy giờ luôn á. Chửi em quá trời luôn, ném đồ vào mặt em luôn. Em ngay cầu rạch chiếc anh em ơi. Hỗ trợ em cái cuốc này. Ngay cầu rạch chiếc nó ném đồ vào mặt em luôn. Đó là phụ nữ em không có đánh đập gì luôn. Nhưng mà vừa ném đồ vào mặt em, chửi em. Đó. Mình là đàn ông, mình tôi không có đụng. Nhưng mà anh em coi như này được không? Nó ném đồ vào mặt em như này không có được. Cái này là quá sai. Rồi cái đó là cái thứ nhất rồi. Tôi sẽ đợi điện công an phường này nọ tới đi. Đó. Chị đừng có tới đi. Chị đừng có tới đi. Chị làm cái gì vậy? Nó đập tôi. Nó tiến lại, nó đập tôi nữa kìa. Đó, 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 đó. Đó, nó tới, nó đập tôi nha. Nữa. Nó đập tôi nữa. Anh là một thằng đàn ông thì anh nên phải giữ cái thể diện của một rồi, 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 đó, nó đập tôi nữa đó. Giờ tôi không biết. Anh không có được bước thêm. Ít kiếp gì mà ít kiếp. Nãy giờ là chị quấn tôi rồi. Tới xem tính anh lấy điện thoại tôi sao được. Cái đó là không có được. Chị nên coi lại bản thân chị. Chị làm vậy nó không có được. Tôi chở chị đồng ý là lấy tiền chị nhưng mà chị vừa phải thôi. Ai hỗ trợ cái này dùm em cái. Khách hàng đến đập em với lại chân trâu kênh cầu hồn tiếp. Kêu công an phường quận 2 tới đây. Kêu công an quận 2 tới đây. Quận 2 cái gì chị cứ đợi đi, công an phường sẽ tới. Có anh em đầu này nọ là có tới đó. Cứ tới đó thấy chưa, tới sớm. Em nói rồi, chị nãy giờ chị chửi em quá, chị chửi dưới đó lên đây rồi. Em dừng lại, em nói không hoàn thành chuyến cho chị được. Em không chở chị nữa rồi, rồi chị ném cái hộp À, cái này là bánh lăng á. Đó, nãy giờ ném đồ mặt vào mặt mũi em rồi. Rồi đây, ném vào mặt mũi rồi. Trời, tưởng cái mặt đẹp trai lắm hả? Đấy không, tôi không đẹp trai, tôi chỉ chạy ráp thôi. Chạy ráp mà chảnh nhận to vậy. Chỉnh cái gì mà chỉnh? Không, đó là nó là con phụ nữ đàn bà thôi, mình không có làm gì được đâu mấy anh ơi. Mình chỉ có đợi anh em tới hỗ trợ cho mình đi cái cuốc này khỏi cho nó ở lại thôi, mình đi thôi. Ai lại đây lấy được cái xe này đi, tôi mới cùi á. Rồi. Tôi xe tôi là tôi lấy. Chị làm cái gì vậy? Hỗ trợ em cái.
Anh ơi, hồ hồ chờ em cái, hồ chờ em cái, hồ chờ em cái. Nó chửi em rồi, nó ném đồ vào đánh em nữa. Xong chưa? Xong chưa? Anh làm ơn, anh làm ơn. Làm ơn cái gì mà làm ơn chị? Em không hoàn thành cuốn này cho chị nãy giờ chị đi trên xe chị chửi em xuống cái, chị ném hộp sữa chua vào mặt em sao được? Tôi không có coi người đúng người sai gì, chị đi chứ chị dưới đó lên đây chị chửi em, chờ cả cái niệm em đồng ý chị chạy chậm rồi chị nói này nọ con người con thú. Rồi chị ném hộp sữa chua mặt em vậy sao được? Ủa cái này tầm bậy vậy nha, cái này không phải sữa chua. Sữa nha. Chua hay bánh lăng gì cũng dính lên mặt em này nè, đây này. Dính lên mặt thì có thể chùi mà. Không có chùi được chị đấy, chị xúc phạm chị đứng với nó mà chị ném. Thôi 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 chị đừng có nói vậy được, chị sao chị ứng xử vậy được? Ủa? Chết rồi. Cái gì đó? Giải quyết giùm tôi cái gì đó chị đó thấy không, giải quyết đó, tôi chưa làm cái gì chị hết, chị cả cái chị ném vào tôi cũng chưa làm đó đi. Rồi xong nó ném cái nón em luôn rồi, mày tưởng mày là ngon lắm hả mày? Đó nó ném luôn rồi đó, thấy như vậy đó. Rồi rồi anh gọi công an phường hay là công an quận phường gì vậy mày? Chờ biết làm sao giờ, gọi bên rạp luôn đi. Má em đang ở cầu là chiếc nó chụp cái nón em nó ném xuống dưới luôn nè. Là cái thứ gì hết đó. Đó. Anh gọi công an quận xuống này mà em đi. Nó có phụ nữ em đâu làm gì được đâu. Nói vậy ta là cái lợi thế mà là phụ nữ đó. 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 Thấy chưa? Đó anh em thấy chưa? Phụ nữ Việt Nam nó vậy đó. Đó. Nó đó. Vậy đó. Nãy giờ chưa làm gì luôn mà nó vậy đó. Đặt trên áp đi tới chửi em quá trời chửi luôn, em đâu có nói gì đâu, lên đây tự nhiên em nói em không hoàn thành cuốc được. Đất nước này là đất nước Việt Nam chứ không phải đất nước của mày nha. Trời ơi, gắt là cái cất gì hả? Anh em ở gần cầu Rạch Chiếc tới hồ chửi em cái, mày muốn cái gắt nó biến khỏi Việt Nam đúng không? Khổ cái. Người ta tạo công ăn việc làm cho mày mà mày muốn biêu xấu người ta mày. Đồ thứ ăn cháo đó bác. Anh em tới anh em coi cái. Nó ném đầy cả áo em luôn rồi này. Nè. I'm sorry. Cùng lum. I'm really very good but did the person did me hả? No đó. Good the person. Đó. No English, you know. Đó, bài đặt nói tiếng Anh, bài đặt nói tiếng Anh rồi đó. Dân Việt Nam không phải dễ ăn tiếp đâu nha mày. Thấy chưa? Đó. Em nói rồi, nãy giờ em chưa làm gì hết mà nói xuống cái là chụp cái hộp bánh, hộp sữa chua gì ném cả mặt cả người em. Rồi chụp cái nón của em ném xuống dưới cầu Rạch Chiếc luôn rồi. Vậy mày nhảy xuống đó mày lụm giùm tao cái tao đó. Không cho lắm luôn á, nhảy xuống đi. Đó. Nhảy xuống đi, ngày này năm sau là ngày giỗ của mày á. Đó, thấy chưa? Đâu làm gì đâu, nói tiếng ban đầu nói tiếng Anh, bắt đầu chửi này nọ các thứ nữa. Anh em ai cỡ cầu gần cầu Rạch Chiếc thì hỗ trợ em cái. Ở gần cầu ngay cầu Rạch Chiếc á, em hướng quận 2 Thủ Đức, bên cầu Rạch Chiếc á. Hướng quận 2 Thủ Đức. Má nó ném dơ áo tùm lum, ném cả mặt em, ném dơ áo quần tùm lum luôn rồi. Đâu mà nói chuyện cái mày không có. Cầu Rạch Chiếc hướng quận 2 về Thủ Đức anh ơi. Ủa, mọi người đó mướn mày bao nhiêu tiền vậy? Hả? Bao nhiêu tiền? Đấy, thấy chưa? Đó. Quay lên cho anh em coi đó. Em không muốn phiền phức. Đó. Anh em tới hội chợ em cái. Mày kêu ông chủ tất tật đồ mày lại. Anh em tới hội chợ em cái. Này nó đi nó chửi em rồi, bắt đầu em không hoàn thành cuốc rồi, nó ném sữa chua vào. Ném sữa chua mặt em, ném cái nón, chụp cái nón em ném xuống dưới rồi. Thì em không đi, em nói em không hoàn thành nữa, chị đi chị chửi quá xong xuống cái là chửi em tùm lum tà la rồi. Rồi ném hộp sữa chua vào mặt dơ hết cả người rồi nè. Lẹo cái gì?
Mà có em tới có anh đi ngang qua anh lại hỗ trợ em coi. Hỏi tổ trưởng này nọ. Tại vì em cần hỗ trợ, em cần phải, anh cũng là người Việt Nam đúng không? Tại vì cái vấn đề thằng này nó nhiều chuyện mà nó nói xấu cho người khác đó, hiểu không? Nó lo ăn tôi á. Tại vì tôi cần em chạy chậm đồng ý em chạy chậm rồi mày im cái gì mày im chị nói đúng không tao thấy không? Mẹ nó đến em rồi kìa má nó anh làm ơn anh giải quyết cái này giùm tại tỏ thằng này nó im giùm tôi cái không nói em má nó chửi ai má này vậy nó đập em quá trời rồi nè anh em tới hỗ trợ cái để mình thôi về đi má đụng mà mấy cái thứ này đau khối mệt lắm tao nói với mày nha mày đụng tới chân Cà Mau là mày thấy mày em rồi đó trời ơi nhìn nào nhìn nhưng mà giờ anh em tới giải quyết cho em coi em đi coi làm ghê quá làm tới luôn á anh ơi em hiểu à lúc đầu nó đừng có nhận hiểu không nó ham tiền nó nhận đã rồi tự nhiên tới bọn Sài Gòn bỏ tôi xuống rồi tôi đi đâu mà trong khi đó bây giờ không có hạn quay phải lấy gì tôi bắt gáp ủa kẻ giờ tôi chạy gì đâu để em ai ở gần tới hội chợ em gái ngay cầu này chia hướng quận 2 lên Thủ Đức ấy. Ủa mày tưởng mày đẹp trai không mê hả mày? Tao nói thiệt với mày ha, đẹp trai không ăn được. Hả? Anh ơi. Gặp gặp gặp. Ờ, em đang đâu anh? Bây giờ mày kêu giang hồ quận 2 ra đây tao còn em nghe cù địch chiếc đang gặp chút chuyện nè. Xin lỗi anh nha. Má cái chợ cái con này lên má lên Thủ Đức xong nó chửi em quá chờ em dừng em chờ nó đập. Xong nó đủ nó nhảy xuống nó cầm hộp sữa chua nó quăng mặt em dơ tung lung này nó lao tới đánh em nữa má nó phụ nữ em đéo đánh được. Rồi sao nó cứ nó chụp cái nón em nó giục mẹ xuống dưới cầu chết xong giờ nó đứng nó đéo cho em đi này nè. Cái nón này nè. Chưa có giục cái đầu mà xuống dưới là hên lắm rồi đó. Mày tưởng mày ngon lắm mà. Nó về ngay trên Thủ Đức ấy, đằng bánh bi á. Không thể nào nó có Thủ Đức này luôn á. Anh em coi hỗ trợ mình cái. À, về đéo được bây giờ phụ nữ thì mình đánh thì nó không đánh được mà giờ nó không phải là nó sợ nó dữ mà nó nói cho mày biết nha ông thầy chủ nhiệm một cột nói chuyện với tao còn không có cái thái độ giống như mày nha mày tiền bạc thì sao chứ giờ em không có còn được nhiều tiền đâu không có chợ nha không có chợ nha để đó nha công an tới giờ giải quyết nha không có chợ để đâu con anh tới giải quyết nha mày làm gì thì đó để con anh tới giải quyết mình có bằng chứng này giờ rồi con anh tới giải quyết có chuyện không có bình thường á rồi con anh tới giải quyết rồi em nói cho anh nghe nha em sẽ kể cho anh nghe cái câu chuyện mình đi đường mình giúp đỡ nhau phải vậy em cũng muốn cho nó không tạo cho nó công việc làm nếu như không có những người đi gáp như em thì nó có chết luôn hay không em hỏi anh như vậy đó bắt đầu giờ rồi vậy rồi đó anh em ạ à.
đó, bắt đầu giờ nói chuyện gì đó rồi đó. Từ anh em coi từ lúc đầu tới giờ thì anh em biết, chứ giờ em không cần giải thích thêm với một hai người nữa. Anh em coi này, giờ thì em biết, anh em share ra cho em một cái, em không biết ai đây là ai chở khách ra đây. Lát nữa em lên trên hội em đăng lên cái thông tin của nó lên. Chị ơi, cái này em không thể nào chở được. Thì bà gì? Khỏi máu khùng lắm đâu. Đó, anh em cứ ấy đi, cứ coi rồi lát có gì xe ra rồi lát em lên hội. 600 người coi rồi chúng mày ít. Đây nè, đó. Bây giờ tôi kẹt cái đây sao tôi về nhà ngủ. Em về nặng con Phi á, bên Thủ Đức á. Anh em coi giải quyết cho em cái. Bây giờ có một mà hai chiếc á, thì không biết sao chứ taxi. Cái này nhặng á. Nhẹ nhưng mà nó không chó. À, nó ôm nó đó, mà nó ôm chồng cặp chồng mà luôn. Trời ơi, ôm nó hả? Cái tin sao ôm được. Đó, đó. Anh em coi đó. Mấy cái này nó giảm luôn, ai mà chở luôn. Giờ đi không có được, giờ phải đền bù cái gì chứ. Giờ phải một là đền cho tôi, mà hai không có đi được. Đền. Cái nón với này giờ ném đồ vào đập tôi rồi, giờ đền. Anh để nó đừng có đụng vào. Tôi nói rồi, một là đền cho tôi. Rồi. Giờ quyết em đem gì, nó lên nó chửi em rồi nó xuống nó quăng hồ đồ nó đánh em mà. Chứ đâu em đâu là nói gì đâu. Nó chửi em quá trời chửi. Đó. Nó chửi em quá trời chửi em đâu nói giờ em không nhận cuốc này nữa. Chị ơi chị xuống cho em cái, em không chở được nữa. Đó, xong nó xuống nó quăng hộp bánh hộp sữa chua gì của nó, xong nó đánh em, nó giục cái nón em xuống dưới kìa. Rồi đâu nữa, còn đâu nữa. Giờ sao được nữa, giờ sao nó đi là đi. Một đền bù với em không là không có đi được đâu. Làm gì sao? Tao đứng đây nè. Thì đứng đây luôn. Ông gì xuống hay là mày kêu chỗ viên giáp đội hộ lên đây. Ờ. Ở bên cà phê Lan ở đường số 3. Bên nơi quận 2 á, bên Trần Não đi vào đó. Chạy tới đây. Chạy đi đi, nói chửi em này nọ em thôi. Đó đó đó, bây giờ đây. Đó. Mày tưởng mày đụng cái tao mày dễ ăn lắm hả? Đúng rồi. Tao mày biết nha. Ờ đó. 700-600 người rồi, đó. Cứ coi chia sẻ cho em đi. Đó, cứ coi chia sẻ cho em đi rồi. Nó nghe không rõ mà nó làm của tôi. Tôi nói con người với nhau không à, chứ đâu phải con người với con thú đâu mà phải cắn xé lẫn nhau. Em nói nó nghe không rõ mà nó chửi em á, là nó nói em á là nó lớn quá cổ mới đặt. Nó nói em á là coi thường nó. Nhưng mà chưa bao giờ em có cái suy nghĩ coi thường người khác. Em bé nhỏ xíu vậy đây à. Em còn chơi với nó giống như một người bạn vậy. Anh em coi chia sẻ cho em với. Chia sẻ đi. Đó. Chia sẻ vào đó. Nó nãy giờ nó đến em nè. Nó quăng đồ lên dơ hết đồ của người em rồi nè. Đó. Sao tại sao phải nhìn? Nó quăng đồ người em rồi. Giờ em thua rồi, em không biết sao nữa. Thì em mới lau ở mặt đó. Nó dính ở mặt nhem nhút quá, gớm quá. Em phải lau đó. Đó. Còn đó. Hên là cái mặt chút bể. Đó. Tưởng đâu ai dễ em hiếp ba cưng. Đúng cái chị đó mà dễ em hiếp ba cưng ơi. Cái điện thoại cái chừng mặt tiêu bây giờ nó rõ đó quẹt quẹt. Đi chứ không có vụ, nãy giờ không có vụ, không có nói gì nãy giờ làm gì. Đó đó đó. Đó. Cái mặt mày thật cái mẹ nó tao.
trường Việt Nam luôn á. Thì bởi mấy anh gáp nên kiếm việc khác làm á. Làm thế cho công việc đi. Công việc nó đang làm thế cho em cho nó gáp á. Ai thì bên nào cũng có người này người kia thôi. Chở cái tấm đó bả hả? Em chở bà mới lên, xong bà lên bà đi đường bà chửi em quá. Đó. Xong bà lên bà cầm cái hộp sữa chua, hộp bánh gì đó bà quăng lên cầm mặt em dơ cả người, xong bà chụp cái nón em bà quăng bà tới bà đến em rồi con này ăn coi này. Đó. Em ở ngay cầu Rạch Chiếc hướng quận 2 lên Thủ Đức anh em qua hỗ trợ em cái, có số điện thoại điện cho em cái. Điện bên hỗ trợ cho em cái. Tao thường cho mày. Em nghe anh, mấy cầu Rạch Chiếc á, hướng dưới quận 2 lên Thủ Đức á, nó đeo cho em đi mà nó ném cái nón em xuống dưới cầu Rạch Chiếc, rồi nó cầm cái hộp sữa chua nó ném mặt em dơ mặt cả người, rồi nó ném cái nón em xuống dưới cầu luôn rồi. Nó mà con trai là em giết con mẹ nó luôn rồi, nó phụ nữ em đéo muốn làm gì được nó, con trai mà. Đó, thấy vô nó xong nữa. Quá nè. Ủa anh là người dân đi đường hay là ai có số xem là đội của coi. Ai cho em số công an của quận 2 cho em cái. Ai có số công an quận 2 điện cho em số. Em đây gọi đây. Gọi đến hỏi tao la thì gọi đây. Không đợi em xin số cái điện thoại cái. À, giờ nó ném nè. Mẹ chở cái điện cái xe mà. Số công an phường á. Con hai. Đợi tí. Tao nói mà chuyện cái mày là mày mà nãy giờ cái thằng Tây hay là thằng người nước ngoài nào ba cái mặt mày như mặt tường rồi đó. Vâng, em bình tĩnh mà, em đâu có làm gì đâu. Mày còn hơi con chó nữa chứ là làm gì đâu. Sủa không biết ngươi. Alo. Dạ, anh ơi, em ngay chỗ cầu Rạch Chiếc hướng quận 2 lên Thủ Đức, em đang gặp sự cố trên cầu, anh nên lên anh bên chỗ nào đó anh lên giải quyết cho em với ạ. Dạ, em ráp bay em chở chị khách đi lên mà chị anh em đồ vào người em rồi đến đập em rồi quăng nón em nữa không cho em về giờ. Chị nói xúc phạm em quá, em không có đồng ý chở cuốc nữa, em đồng ý cho chị xuống mà chị cứ không cho em về, với lại chị đánh em này nọ các thứ, em không phụ nữ em không đến lại được. Rạch Chiếc hướng quận 2 lên Thủ Đức ạ. Dạ không, lên cầu lên em ở giữa cầu á. Không đập được đâu các bạn ơi, phụ nữ mình không đập được, con trai thì chết mẹ nó với mình rồi. Em
Em nói rồi, giờ cái làm cái gì thì phải đền bù cho em rồi mới đi, con em không có chịu đâu. Em nói rồi, nãy giờ là xúc phạm em quá nhiều, giờ em không có chịu. Một, chờ công an lên giải quyết, hai là đền bù trước cho em, không em không chịu đâu. Rồi rồi, ok. Em cái gì giờ nó ném nó đập đính vào người em rồi, giờ em không chịu, đợi công an lên đi. Cái gì dơ sợ chua này nọ thứ, giờ em nói thiệt rồi, em không có chịu. Nhỏ cái gì nhưng mà nó hỗn, nó đánh em, chửi em quá trời, nói em không có chịu. Tao có cái quyền để đánh mày á. Ừ. Quyền của một cái người mà đặt hàng. Nó nói á, em cái niệm là dựng cao lên vậy nè, em nói á là dựng cao lên chả sợ đi quẹt đường, để cái niệm vậy này, để cái niệm vậy đi quẹt người ta sao? Người ta té làm sao? Chợ cả nệm cả người luôn á. Cái này nếu ví dụ từ đầu mà có cái nệm em. Em không có biết, em ra người ta ôm ra. Em tưởng đâu chị này ra nói chuyện, lúc đầu nó cũng nói gì đâu, em cũng đồng ý chợ thôi, tại vì khuya rồi cũng nói giờ thôi cùng chợ đi chung người ta, đâu có gì đâu. Thì kêu chị dựng cái nệm lên đi, chị để ngang lại là đi quẹt người ta cái nữa té. Rồi nhiều chuyện nữa. Được, kêu ôi em gió rồi nói vịnh chị vịnh vào hai vai em đi, nó không có chịu. Một tí nhưng mà nó đập đến em này, anh cũng thấy đó, la tới đập em đâu có phản ứng, em chỉ né thôi chứ em có làm gì đâu. Nhưng mà không có gì thôi, con trai sắp gì hết rồi, khuya rồi 1 giờ. Nghe lời anh đi. Không có nghe, đem đợi công an lên. Nó đánh em, nó ném cái nón này, anh này mới nhặt lên lại cho em này. Đó, anh này mới nhặt cái nón lên lại cho em này. Đó, nó đánh em, nó ném đồ vào mặt em, đó. Đó, mới ném đồ lên cả người. Ủa, ăn dạ là sao chị? Ăn dạ là giờ giống cho nó. Đó, vì chị đập đánh chị này nọ. Chị đập em nữa, chị ném đồ vào. Tôi sẽ thường. Ủa, thường cái danh chữ của người ta tự chị đặt. Chị chửi em ngay từ lúc đi rồi. Ở kia thường, chị, bây giờ người ta không làm ăn được, giờ áo dài sao tay làm. Anh là gì? Tôi là anh của nó nè. Anh rồi anh làm như tôi. Ủa, làm gì chị? Bây giờ kêu công an tới thôi, bây giờ kêu làm đi, gì? Rồi, kêu đi. Làm gì? Cũng không ai cũng dạy tôi muốn chị. Ủa, nhưng mà anh với nó là không phải là gì. Ủa, không, anh em sao tôi biết nó có chuyện với nó đây? Tại vì anh nhiều chuyện. Ừ, đúng rồi. Không bỏ qua được, cái này không bỏ qua được, sao bỏ qua được, công an lên, kêu công an điện rồi. Xe máy đồng bạc thì to dữ lắm rồi. To chứ, đối với anh không to, nhưng mà đối với tôi là cả một gia tài á. To thì anh sẽ bò. Tại vì tôi có con bò giống như anh vậy. Đó, vậy nói chuyện vậy đó này, đi chửi em quá cho chửi luôn đó, lên em đồng ý không có chợ nữa. Là lên là vào ném đồ rồi bắt đầu ném nón rồi bay vào đập đến con này, ông thấy này. Em né cái đâu, em đâu có làm gì nữa đâu, phụ nữ mày. Chứ nụ mẹ nó mà đàn ông thì chết con mẹ nó rồi. Chửi đụng mẹ ai. Đưa cái clip này cho ông thủ tướng coi á. Ừ. Đó, ông thủ tướng coi đó. Thôi, mấy người nhìn câu đi xong bây giờ ấy thì bắt tay nhau. Thì không có chuyện bắt tay đâu, không có chuyện đó đâu, không có chuyện bắt tay đâu, giơ tay tôi. Giờ mình làm thì cũng ấy. Gì không cho kìa, lúc đầu có ông này có cho tôi đi không? Có cho tôi đi không? Tôi nói tôi để chị đây đi, tôi không cần nữa, tôi đi mà chị xuống, chị không cho tôi đi mà. Đúng rồi. Chấp nhận luôn, tôi cũng chấp nhận luôn á. Chẳng lẽ đi 8 giờ sáng mai đi về nhà. Tại vậy giờ cũng đang rảnh đâu làm gì đâu. Thôi anh em có gì bỏ qua cái gì, nó đập đỉnh em, nó ném đồ em này, giờ nó chửi tùm lum em, sao bỏ qua chị, anh bỏ qua anh. Cái danh dự em làm chỗ nào? Chửi cái gì? Em nói rồi, một là đền bù cho em rồi đi, không rồi thôi, đứng đó đợi công an lên. Đó.
Ôi trời ơi. Phải chi á, tôi hỏi em nói, em nói với anh là phải chi em là một cái thằng đầu gấu hay là một cái gì đó thì có thể là có thể là người khác có thể giúp đỡ nó, trong khi đó em là một người phụ nữ, nó một người đàn ông ở Đức Năng Dạ, chẳng phải có chịu nổi. Năng Dạ gì chị, lúc đầu em đã nói là em đã có cái ý định là thôi chị, em không chửi chị nữa. Mày nghĩ sao mày đem nó nữa, cầu mày thả xuống đây vậy? Chị chửi ngay cái lúc đó là em nói rồi, em không có chửi chị nữa. Là em dừng, em tờ tà tà em dừng cho em dừng đột ngột là không có được, hiểu không? Đó đó, rồi bắt đầu vào đó là em xuống mà chị không cho em đi, mà chị còn ném nón em đi nữa, còn ném đồ vào người em nữa, sao mà giờ bỏ qua được chị? Chị chửi em, chị đánh đập em, chị đánh đập em. Có ông vừa ráp này này, ông có thấy này này đó, em né em không có đánh lại nữa, là chị mà giờ mà chị xúc phạm cỡ đó luôn, mà giờ chị nói lên là giờ để cho chị đi nữa, đi cái gì, để công an rồi đợi đi, công an không lên là đứng đây tới sáng. Không phải lo, rảnh đứng em mai ăn được, người đâu có làm gì đâu mà chạy ráp thôi, làm gì đâu mà chạy ráp thôi chứ đâu có làm gì mà điên máu chứ. Hồi đó giờ mới thấy thằng nào nó gầy như hại luôn á, chỉ con hủi kia, không phải là con người. Đó, thấy chưa, này nãy giờ là vậy đó, cho đứng tới sáng luôn, em nói thiệt chứ em rảnh mà, tao đứng tới sáng được. Chị nói thiệt chứ cưng á, chị rảnh lắm luôn á. Rồi anh cũng rảnh lắm, không đi làm đi kiếm tiền mà con đứng đây như vậy. Anh giờ anh về xuống tiền, anh về từ 8 giờ sáng giờ này đúng hả? Sức khỏe gì vậy? Sức khỏe giờ éo dai nhưng mà chết nào không hay giờ. Là tới lúc chết luôn. Đó 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 đó, vậy đó, giờ nó cười cười dài dài giả điên lên em ạ. À, em nói rồi, nó quay mặt đi rồi, đâu có ấy nữa, đâu có ấy nữa, đâu có được. Giờ ngồi đây mua đồ về nhậu tới sáng luôn, khỏi cho đi luôn. Giả điên đó, đó. Đấy, giả điên rồi đó. Giả điên khi đồng ý. Ừ. Đó. Ta nói rồi, giờ 600 người là nó chia sẻ ầm ầm mà, mai lên báo liền. Rồi cách âm binh là hình anh Grab đó, thế thôi. Còn giờ ông bền nó cho đứng ở sáng luôn. Má cái tin nết nó vậy rồi sau này ai dám đụ. Giờ né rồi, giờ đâu có nãy như hồi nãy nữa đâu. Đó, cái vụ mà chửi lãnh đạo, chửi hai cái đồ bọn Nguyên Giáp với Hồ Chí Minh đó. Cái đó mới quan trọng, nó quay lại rồi. Chửi nữa mà, chửi lãnh đạo này nọ, cái thứ nữa mà. Đó, đi từ dưới, từ dưới đó lên là cái khu quận 2, chạy lên là chửi
chửi tôi rồi đó, chửi rồi xong tôi nói tôi không chờ nữa đó, mà xong nó xuống cái là nó quăng cái ném hộp sữa chua vào mặt ra dính tung lung cả mặt, cái áo này quay cho anh em coi rồi đó. Xong nó chụp tiếp cái nón nó giục của tôi, xong đó xong nó tới nó đập tôi, gọi người ráp kia, ông thấy tôi không đập lại, tôi không chống trả gì. Ừ đúng rồi, quét lên hay nữa cho coi lại livestream ngay lúc đầu nữa, khỏe ra luôn. Cái tội mà chửi lãnh đạo là 2 triệu tới 40 triệu tùy vào từng hình phạt từng người. Thế thôi. Sợ quá, nó sợ chết quá. Đó, không chết thì nó không cho chết đâu, nó cho phạt tiền thôi, thấy mẹ luôn. Thấy mẹ mày á, thằng chó. Ừ, đó, thấy chưa, đó, giờ nó chửi quá, đâu có dám quay mặt lại đâu, đâu có dám quay mặt lại nữa. Giờ nổi tiếng rồi, 600 người rồi, xe thì mấy trăm rồi, mấy trăm lượt xe nữa rồi. Đó. Cho nó nổi tiếng luôn chứ, cái gì đâu. Ai gõ cái link Facebook nó tan vào một cái cho nó nhẹ một cái nhở. Giờ chị có đồng ý trả cởi nón lại trả cho tôi không? Không. Rồi không, nó không trả nón rồi. Nó không trả nón luôn. Đó, ra ngoài mua 35 ngàn một cái luôn rồi. Mua ngoài 35 ngàn rồi. Không có trả. Sao vậy? Nó khỏi kiếm tôm với này luôn. Ừ. Trả lấy đèn nó. Nghe em chứ đền. Cho mày cái công việc mới luôn, cho mày đi làm bảo vệ. Em nhìn cuốn này từ lúc 12 giờ rồi đó. Mà tới giờ đây rồi đó. Tao nói cho mày biết nha, phụ nữ Việt Nam không có dễ ăn hiếp đâu, đặc biệt là tao nè. Nó đéo cho lấy nón luôn rồi, chứ không phải là muốn lấy nón được. Nó không có cho lấy luôn. Mày kêu ai có đủ thẩm quyền xuống đây đi, tao trả cho không? Đó, mày đạp, mày dặn bên kia là mày đạp. Đó, thấy chưa? Trời ơi, cứ ăn cái chế vậy lắm luôn á. Đạp đi, đạp cái đây, lỡ xe tải lên, tông chắc chắc rồi, chứ mà tông ở tù nữa. Đạp nhanh đi, trời ơi. Nói làm liền đi. Nói nhưng mà lực bắt bằng tâm á, anh biết không? Nhưng mà làm không được sao, không lẽ bây giờ giết người. Thôi cái nón đắt tiền lắm, giờ chạy mà mua lại nón 100 ngàn không có được đâu mấy bạn ơi. Xin lại cái nón không cho nữa rồi. Không dễ, không như vậy nên ta đâu dám thương. Đâu có dễ ăn đâu anh. Dễ ăn quá thì ai cũng ăn hết rồi, đâu có đến lượt anh đâu. Alo, anh ơi, anh có lên không ạ? À? Anh lên giúp em cái. Dạ, dạ. 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 Bây giờ mày có cộng 10 dạ tới đây luôn, cũng ai cứu được mẹ mày. Ừ.
bôi bác xã hội này quá à, bôi bác người đàn ông Việt Nam quá à. Dạ em gọi rồi mến ơi. Rồi rồi, về đi. Không quay, chị quay lại đi mà nói chuyện nè. Chị quay lại đi mà nói chuyện như hồi nãy nè. Em không có đủ tư cách để nói chuyện với chị. Đó, chị quay lại chị chửi như hồi nãy đi, chị nói như hồi nãy đi, chị nói hoang hăng hồ nữa đi, hùng hộ đi. Ủa sao bây giờ thay đổi cách xưng hô? Thì đúng rồi, nãy tôi phải kêu chị đàng hoàng. Chị xong rồi hả? Chưa. Anh thử cho thằng này. Đó đó đó, thấy chưa? Đó, đó má. Sao đẻ nổi cỡ anh? Em gọi rồi, em gọi công an rồi. Gọi cuộc thứ hai rồi đó. Gọi tới năm mẫu thân đi là công an tới. Không, cái đó nó sai, em có quay video từ đầu rồi mà. Rồi, nhưng mà cái này nếu mà là sao nó lấy được cái nốt đụng là nó làm thiệt thì tôi thấy được mà. Không có à, là nó không chạy được nữa. Bà muốn giờ, bà muốn sao? Bà kêu chạy nó, bà đâu có chạy nữa đâu. Đó, con công an tới rồi. Anh, cái cuốc xe này là em chở lên đây, chị đã chị chửi anh từ dưới, em nói em không chấp nhận chợ nữa, là lên đây chị chửi em không chấp nhận chợ thì chị mới bắt đầu ném cái hộp sữa chua này dính lên cả mặt cả áo em. Em mới lau xong em không có đánh chạy chị thì chị chụp tiếp cái nón này quăng xuống dưới, có ông kia ông tới ông lấy lên cho em lại đây rồi. Rồi chị tới chị đánh em, có ông kia ông thấy em né, em vẫn không đánh lại, em vẫn chạy đi. Em có clip em quay lại rồi. Lát anh coi đây, có chửi có chửi cả là bắt giáp nữa, cả chửi có bắt hồ nữa. Đó, chửi ngay lúc đầu em có quay lại ở đây. Đó, không có léo lưỡi. Có mấy có 600 người coi đây với em có quay lại livestream đây. Em nói những giờ không nãy lúc đầu á là em có nói là rồi em không chịu chị xuống đi, em không chở mà giờ không cho em đi nữa. Tắt điện thoại đi. Vâng. Đây là mấy anh này là bên chỗ người ạ. Vâng, của em tới hỗ trợ rồi chị đó đánh em. Có người nhà đây không? Dạ không, có mình em mà nguyên bày nó dây em lên xe lên. Dây nó giờ có lại thì đó chị thấy chưa? Đó anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Đó anh thấy chưa? Bỏ lời á. Nãy giờ ai nói? Bây giờ là tại vì á. Ở gì đây, anh thấy chưa đó, em nãy giờ là em mình rất bình thường. Anh là một anh chị đó. Một bên trình bày, một bên im được không anh? Em á là nhà ở chỗ bên chỗ cái gì đường quên mẹ nó luôn rồi. Không phải. Ờ đúng rồi đúng rồi. À đường số 3 Trần Não. Số 6 hoặc số 4 hả? Là em muốn đi về
cho nó em yêu cầu nó đi thì em trả thêm tiền cho nó. Nhưng mà đi dọc đường á, nó nói cái miệng nó không ngớt, mà trong khi đó mình đang ở nhà mình bực bội nữa. Kêu nó là mày đừng nói gì, chị nhức đầu quá. Rồi tắt máy đi, tắt máy đi.